Ngày 11 tháng 10 năm 2021, huyện Văn Giang phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021. Tham gia đăng ký hiến máu lần này có gần 1.000 người là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên, giáo viên, công nhân, người lao động và nhân dân trong huyện. Kết quả đã thu được 617 đơn vị máu, trong đó có nhiều người tham gia hiến máu gần 20 lần như anh Man Minh Hưng, xã Long Hưng, anh Nguyễn Tiến Việt, xã Mễ Sở, anh Nguyễn Văn Dũng, anh Hoàng Tuấn Cường. Những giọt máu hồng tình nguyện sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện và mang đến niềm tin, hy vọng cho nhiều bệnh nhân.